4 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận nhiều người chủ quan bỏ qua. Thận là cơ quan quan trọng trong cơ thể, có vai trò lọc, xử lý và thải ra một số chất có hại hoặc không cần thiết ra khỏi cơ thể sau khi thực hiện quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, thận còn có vai trò duy trì cân bằng chất lỏng và chất điện giải có trong cơ thể. Thận cũng là một trong những bộ phận đảm nhận một số chức năng nội tiết. Về cơ bản, bệnh thận thường diễn tiến âm thầm, khó phát hiện. Chỉ đến khi thận bị tổn thương nặng, gây ra các bất thường về mặt sức khỏe thì người bệnh mới đi khám. Tuy nhiên, bạn có thể quan sát một số biểu hiện hàng ngày, nhất là khi uống nước, để biết thận đang gặp vấn đề hay không. Khi thấy những dấu hiệu này, đừng chủ quan. Cơ thể xuất hiện tình trạng phù nề. Như đã nói ở trên, thận có vai trò chuyển hóa, cân bằng lượng nước trong cơ thể. Do đó, khi thận hoạt động không tốt, việc cân bằng chất lỏng trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể bị phù nề. Khi gặp vấn đề phù nề ở mặt, tay chân thường xuyên, bạn nên đi khám để tìm hiểu nguyên nhân. Tần suất tiểu đêm tăng lên. Theo các chuyên gia, người trưởng thành bình thường có thể đi tiểu đêm từ 1 đến 2 lần. Lượng nước tiểu chỉ bằng 1/3 hoặc 1/2 số lượng nước tiểu đi tiểu vào ban ngày. Nếu tần suất đi tiểu đêm cao hơn 2 lần hoặc lượng nước tiểu nhiều hơn 500ml và hiện tượng này diễn ra trong nhiều ngày thì đó là dấu hiệu cần chú ý. Tăng huyết áp, viêm kẽ thận mãn tính hoặc sử dụng thuốc không đúng liều lượng đều có thể gây ra hiện tượng tổn thương thận và làm ảnh hưởng đến tần suất đi tiểu đêm cũng như lượng nước tiểu thải ra. Nước tiểu có bọt. Khi đi vệ sinh bình thường, trong khoảng 1 phút, phần bọt sẽ biến mất. Theo lâm sàng, trong vòng 5 phút, bọt ở nước tiểu biến mất được coi là bình thường. Tuy nhiên, nếu nước tiểu có bọt nhiều, dài đặc và lâu biến mất, đây là một dấu hiệu cảnh báo thận bị tổn thương mà bạn cần phải chú ý và nên đi khám ngay. Huyết áp cao. Khi thận bị bệnh, các chức năng của nó không được đảm bảo. Nước uống vào không thể đào thải ra ngoài như bình thường mà bị giữ lại, tích tụ trong mạch máu. Việc này có thể dẫn đến vấn đề tăng huyết áp. Ngoài 4 dấu hiệu nêu trên, thận bị tổn thương có thể gây ra một số vấn đề khác như ngứa da, thiếu máu, mệt mỏi, nhức đầu, suy giảm trí nhớ, chán ăn, ngủ không ngon. Một loại rau tốt ngang tổ yến, canxi gấp 4 lần sữa, bán đầy ngoài chợ, nhiều người không biết mà ăn. Thời gian gần đây, rau chùm ngây được rất nhiều người quan tâm do có nhiều dưỡng chất đặc biệt tốt cho sức khỏe con người. Loại rau này nhìn xa rất giống rau ngót, được mệnh danh là tổ yến thực vật, được bày bán đầy chợ với giá bình dân, ai cũng có thể mua được. Vậy, rau chùm ngây cụ thể mang lại những lợi ích gì cho con người? Giá trị dinh dưỡng của rau chùm ngây. Protein dồi dào. Rau chùm ngây chứa khoảng 18 loại axit amin thiết yếu, một lượng lớn protein tuyệt vời cung cấp cho cơ thể khi dùng loại rau này. Protein có chức năng xây dựng cơ bắp, sụn, xương, da và máu. Ngoài ra, protein cũng rất cần thiết trong quá trình sản xuất các enzyme và hormone. Trên thực tế, loại rau này được nhiều người ăn chay dùng rất nhiều, bởi hàm lượng protein trong nó cao ngang ngửa với thịt bò. Hàm lượng canxi và magie cao. Với lượng canxi dồi dào, rau chùm ngây rất tốt cho sự phát triển của xương và răng. Song song đó, hàm lượng magie có trong rau chùm ngây là 147mg trên 100g, gấp 6 lần cải xanh. Chính thành phần magie này có công dụng hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi tốt hơn. Ăn rau chùm ngây thường xuyên có thể giúp phòng tránh bệnh loãng xương. Nhiều vitamin A và C. Theo một số nghiên cứu gần đây, lượng vitamin A có trong rau chùm ngây nhiều hơn 4 lần so với cà rốt và lượng vitamin C của nó cũng cao gấp 7 lần so với quả cam. Do vậy, việc hấp thu những giá trị dinh dưỡng của rau chùm ngây giúp cơ thể tăng cường hệ thống miễn dịch và tốt cho thị lực, giúp sáng mắt. Chứa nhiều chất chống oxy hóa. Với 46 loại chất chống oxy hóa, rau chùm ngây có thể trung hòa tác động tàn phá của các gốc tự do, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh ung thư. Không chỉ vậy, những hợp chất này còn giúp cơ thể phòng ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng và bệnh xơ nang. Chứa cytokinin. Bản chất giống cây chùm ngây có chứa cytokinin. Đây là một loại chất kích thích tố thực vật tạo ra phân chia tế bào tăng trưởng.
từ đó góp phần làm chậm quá trình lão hóa của các tế bào. Vì vậy, ăn rau chùm ngây rất có lợi cho da. Hợp chất zeatin với năng lực chống lão hóa mạnh mẽ, trong chùm ngây cao gấp vài ngàn lần so với bất kỳ một loại cây nào khác. Thêm vào đó, chùm ngây cũng có hai loại hợp chất phòng ung thư và chặn đứng sự tăng trưởng của khối u, khiến cây được mệnh danh là loại cây phòng ung thư. Vì vậy, muốn phòng ngừa bệnh ung thư và các bệnh thoái hóa khác như thoái hóa điểm vàng và bệnh xơ nang, đừng bỏ qua loại thực phẩm cực tốt này. Lưu ý khi ăn rau chùm ngây. Mặc dù những lợi ích mà loại rau này mang lại là vô cùng tuyệt vời, thế nhưng khi ăn quá nhiều rất dễ dẫn đến tình trạng thừa vitamin C và canxi. Hơn nữa, không nên ăn vào buổi chiều tối vì nó có thể khiến khó ngủ. Đặc biệt, tuyệt đối phụ nữ có thai ở giai đoạn đầu không được dùng rau chùm ngây vì rất dễ xảy ra nguy cơ sảy thai. Hướng dẫn sử dụng cây chùm ngây đúng cách. Mặc dù cây chùm ngây sở hữu nhiều công dụng chữa bệnh tuyệt vời, nhưng không phải ai sử dụng cũng được, cũng như không phải sử dụng càng nhiều thì càng tốt. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, liều lượng sử dụng chùm ngây an toàn là khoảng 6 gram một ngày trong vòng 3 tuần. Tuy nhiên, tùy thuộc vào độ tuổi và tình trạng sức khỏe của từng người mà liều lượng dùng chùm ngây sẽ có sự khác nhau. Do đó, để đảm bảo an toàn, bạn có thể hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng để tìm ra được liều dùng phù hợp. Chùm ngây có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau. Lá cây có hương vị gần giống rau ngót nên có thể sử dụng như một loại rau trong bữa ăn thông thường. Lá chùm ngây cũng có thể ăn sống hoặc làm thành sinh tố rất dễ uống. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng làm bột chùm ngây bằng cách phơi thật khô rồi nghiền nát, sau đó pha nước uống hoặc để nấu cháo, nấu bột. Hoa chùm ngây phơi khô và pha uống như trà, chè. Quả chùm ngây chế biến thành các món ăn như nấu canh, ninh xương, xào với thịt, v.v.